Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu, anh em Đào Quốc Sới và anh em Đặng Minh Trung đã donate ủng hộ cho tôi. Đặc biệt là tôi xin được cảm ơn anh em Đào Quốc Sới. Ngày hôm nay anh em đã donate cho tôi một cái số tiền khá là lớn. Kèm theo đấy là anh em đã tặng cho tôi một cái tài khoản ngân hàng Vietinbank với một cái số tài khoản rất đẹp trùng với cả cái số điện thoại của tôi. Tôi rất là vui, rất là thích, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Brian Trần, anh em Văn Hậu Nguyễn, anh em Nhật Lê, anh em Amazing W, anh em Hưng Phạm, anh em Thanh Huy Lâm, anh em Quốc Thịnh, anh em Thành Đặng và anh em Ông Thần Nhân Phẩm đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi, cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này là clip tôi làm để chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quang Tú, là một trong những anh em hội viên cứng ở trên kênh. Anh em Bùi Quang Tú sinh nhật vào ngày 26 tháng 9. Thứ nhất là tôi xin được chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quang Tú. Chúc anh em sang tuổi mới gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, gia đình êm ấm hạnh phúc, và luôn sẽ là cái chỗ dựa vững chắc để anh em có thể yên tâm học tập và làm việc hiệu quả anh em nhé. Thứ hai là tôi muốn gửi lời xin lỗi tới anh em bởi vì là không có ra clip vào đúng cái ngày sinh nhật của anh em được. Lý do thì tôi cũng không muốn nói lý do, bởi vì thực ra là bây giờ tôi nó quá nhiều lý do tôi được kể ra. Thế là thôi nhá anh em nhá, anh em thông cảm. Tôi nghĩ là nếu mà anh em xem hết cái clip này chắc là anh em cũng bỏ qua hết. Vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với là sinh nhật của anh em Bùi Quang Tú. Anh em Bùi Quang Tú có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ Glacier kết hợp với cả Saman. Cụ thể ở đây nó là 6 Glacier kết hợp với 4 Saman để làm món quà sinh nhật tổ chức ở trên kênh để chúc mừng sinh nhật cho anh em Bùi Quang Tú. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái bộ 6 Glacier kết hợp với 4 Saman anh em nhá. Và cái bộ này thì thực ra nó có mạnh không thì tôi cũng đánh giá là nó cũng mạnh. Đấy, nó cũng mạnh. Nó rơi vào tầm khoảng sức mạnh đội hình 8 điểm. Đấy, siêu lết thì hơi đuối một tí anh em nhá. Siêu lết thì đuối. Nhưng mà đánh ở cái tầm khoảng late game thì nói chung là cũng có thể được top 1. Đấy, xây dựng thì nói chung là nó cũng dễ. Nó dễ form được bài và nó cũng dễ giữ máu ở giai đoạn giữa game. Đầu game thì nói chung là cũng tương đối mạnh. Nên khả năng là nó cũng, mặc dù là tôi có đánh giá là nó sẽ không bằng những cái bộ meta bây giờ như bộ Glide. Đấy, bộ Glide chắc chắn là một cái thế lực rồi hiện tại. Hay là như cái bộ Greater ở giữa game rất mạnh. Đấy, bộ Glide ở giữa game rất mạnh. Hay là bộ Beat. Bộ Beat thì nó gọi là tầm từ trước đến nay rồi. Bao nhiêu meta thì cái bộ Beat nó luôn mạnh ở giai đoạn giữa game. Đấy, thì những cái bộ đấy thì chúng ta so sánh thì nó yếu hơn. Tuy nhiên là đánh giá là về mặt là gọi là chơi được không thì tôi nghĩ là ok, leo rank ok nha anh em nhá. Đấy, có thể chơi được nếu mà bài ra. Còn để mà surfarm thì đây nó không phải là một cái bộ surfarm. Bộ surfarm là những cái bộ gì? Đấy, như tôi liệt kê từ trước cái sau khi update ấy, là trước đấy là tôi có liệt kê ra là bộ Greater là đầu tiên này. Đấy, sau đến bộ Beat và bộ Glide là những cái bộ mà trong cái meta này nếu mà anh em surfarm thì nó rất là ok. Nha anh em nhá. Đấy, nhắm cái trận đấu nào mà ví dụ như là nhiều người mới chơi Glide thì chúng ta chơi Beat. Đấy, nhắm cái trận đấu nào mà nhiều người chơi Beat thì chúng ta lại chơi Greater. Thế thôi. Đảo qua đảo lại mấy cái line up đấy thôi thì nó rất là ok. Đấy, còn cái những cái bộ bắn trưởng thì cứ core Hyperon ở level thấp. Đấy, God, chơi God. Đấy, chơi mate, 9m rất ok nha anh em nhá. Đấy, những cái bộ mà nếu mà anh em muốn tham khảo để mà có thể leo rank thì tôi xin được coi như là tư vấn cho anh em. Đấy, giới thiệu cho anh em những cái đội hình dễ chơi bây giờ. À, còn thiếu một cái đội hình nữa, đấy chính là cái đội hình 9 Feather. 9 Feather thì bây giờ nó chỉ sợ mỗi 9m thôi. Còn nó sẽ counter thẳng vào bộ Beat, bộ Glide và bộ Greater luôn đấy. Nó ăn luôn cả ba bộ đấy luôn. Đấy, thì tự nhiên ba cái bộ kia nó mạnh lên thì là cái bộ 9 Feather nó lại có cái cửa, nó lại có sân chơi nó có thể vào thể hiện. Đấy, hay không anh em? Hay đấy. Meta này nói chung là của nó cũng rất là tuyệt vời, cân bằng rất nhiều bộ. Đây nhá. Chỉ vì là cái bộ lúc đầu ấy là cái bộ Beat. Phải nói chính xác ấy là cái bộ Beat là cái bộ mà
đầu cái meta này này là nó rất mạnh, bộ beat nó đẩy rất nhanh. Sau cái bộ beat thì có sinh ra cái bộ Greater. Đấy, lại nó lại sinh ra cái bộ Greater Hyperon ở level thấp. Đấy, mà lại ăn được beat thì nó lại ra cái bộ Greater. Đấy, mà lại xong rồi lại đến cái bộ là Clay, là cái bộ mà ăn được cái bộ Greater và cũng như là có khả năng ăn được beat. Đấy, giai đoạn late game là có thể ăn được beat nếu mà chơi core là live bloodline. Nếu mà không chơi core live bloodline thì beat nó lại ăn ngược lại. Đấy, nó lại như thế. Thì sau khi ba cái bộ này nó nổi lên, nó coi như là nó nhiều, quá nhiều người spam, quá nhiều trong cái một con game mà nó quá nhiều Clay, quá nhiều beat, quá nhiều Greater, thì tự nhiên nó lại sinh ra cái bộ 9 Feather là ăn được cả ba bộ. Hay không? Quá hay luôn. Đấy, mà 9 Feather ăn được cả ba bộ nhá. Thì nó lại, bọn 9 Feather nó lại khỏe lên. Thì tự nhiên lại sẽ có nhiều người chơi 9 Feather. Thì rồi cuối cùng nó lại là gót đỏ, nó lại bắt đầu lại được thể hiện. Đấy, gót đỏ chơi được luôn. Thì gót đỏ chơi được thì lại dính phải cái là gót đỏ thì lại sợ cái bộ beat. Đấy, lại sợ cái bộ beat, sợ bộ Clay. Đấy, nó lại thế cơ. Tức là cái meta nó gọi là counter lẫn nhau. Rất là hay. Mà đấy là tôi còn chưa kể đến là cái lineup 9 Warrior đâu. Khi mà cái bọn Greater ấy, nó nổi lên như một cái hiện tượng ấy, thì cái sự lựa chọn bộ Warrior nó sẽ là một cái lựa chọn gọi là chân lý luôn. Đấy, chưa kể là gì, Live Bloodline làm cỏ trong cái bộ Clay. Đấy, chơi Warrior counter vào. Live Bloodline cứ oánh ra là tự chết thôi, tự ngửa thôi. Đánh vào phản đam cái là tự ngửa. Rất hay. Đấy, nhiều trận đấu là sẽ phải cần rất nhiều đồ hút máu để có thể là ăn được cái bộ 9 Warrior. Nếu mà chơi Clay. Chơi Clay mà co làm cái con Live Bloodline. Đấy, meta rất hay. Mà tôi vẫn còn chưa kể, lại vẫn thiếu cái bộ Warrior Beat. Đấy, mà hôm trước tôi chơi, nó là cái chúc mừng sinh nhật của anh em Trần Mạnh ấy phải. Đó, thì hôm đấy là có chơi chúc mừng sinh nhật anh em, nhưng mà thực ra là bộ đấy cuối cùng chơi xong, cuối cùng lại nó là vào trong rank. Rất nhiều người chơi luôn, lại thành meta luôn anh em. Đấy, War Beat vừa ăn được 9 Warrior, lại vừa ăn được bộ Beat, lại cũng vừa ăn được cái bộ Clay luôn. Rất là ok. Hiện tại bài chúng ta đang form về cái đội hình mết. Gặp cái thằng top 1 chưa nhỉ? Đang có chuỗi cộng 5. Để xem nào. Chưa gặp. Chưa gặp top 1. Top 1 gặp bây giờ thì vẫn có khả năng ăn được. Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp thằng này ở round 9 hoặc round 11 thôi. Gặp round này luôn đi, gặp round này đang có khả năng ăn được này. Đội hình này, sức mạnh đội hình là chơi được. Ui, không gặp rồi. Gặp thằng này kẹp mèo à. Ăn được không? Toàn một sao. Một sao này thì gấu mết nó lướt cho mấy cái thì giải tán hết thôi. Ok. Có sách. Tận dụng những cái quyển sách này. Berserker này. Hình như là chúng ta đang chơi là Glacier Shaman đúng không anh em? Có phải không nhá? Ảo rồi đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ là tôi đang chơi 9m ạ. Tôi đang chơi bộ 5 dòng 9m 4 gót. Trong cái trận đấu này tôi bắt đầu thấy có vấn đề rồi đấy anh em ạ. Glacier đâu? Shaman thì là có gấu Shaman này thì ok rồi. Nhưng mà Glacier đâu? Chơi giống kiểu chơi 12 con. Chơi đúng kiểu giống kiểu 12 con anh em ạ. Dã man thật sự luôn. Hay là chơi 12 con luôn nhở? Chơi 12 con xong rồi late game chúng ta mới chuyển về cái bộ đấy được không? Ừ, cũng được ấy. Đằng nào đầu game nhá, nó form là kiểu 12 con này thì tội gì mà không chơi. Đúng không? Nếu mà bây giờ giả sử nhưng mà nó ra human nhá, chúng ta chơi luôn 12 con luôn. Đấy, chơi 12 con luôn. Thì ngoài cái việc là có 6 Glacier 4 Shaman ra thì chúng ta còn kẹp được một cái thứ gì đấy mà nó phải kinh khủng lắm. Tôi chưa nghĩ ra. Bởi vì nếu mà chơi 6 Glacier 4 Shaman chúng ta chỉ cần 9 slot thôi. Đấy, chúng ta có thừa tới tận 3 slot nữa cơ. Chơi được rất nhiều thứ. Thêm được tận 3 slot. Ok ok ok, để xem nào. Rồi. Hiện tại chúng ta đang form một cái đội hình mà chúng ta có 2 Glacier kẹp vào 2 Clay 3m. Sức mạnh đội hình ở đây nó là có luôn. Nó là có luôn. Con Flame nó lên 2 sao mà nó gánh thật đấy. Đầu game khỏe thật.
tất cả từ đầu game đến giờ là cái con flame nó cánh cho tôi. Ok, hay quá. Này chơi được anh em ạ. Có sắc rồi. Mặc dù là cái thằng này nó mất chuỗi từ đao trước do nó không up cấp. Thằng này tôi nghĩ là nó sẽ hyper roll level thấp để chơi Goblin. Ok. Chúng ta có 4 Glacier này. Mà phải bỏ Clyde à? Không. Tôi sẽ không cho 4 Glacier vào vội mà bây giờ tôi sẽ kiếm sách thôi. Anh em ạ. Nhá. Mà tôi cũng chưa nghĩ đến cái việc lên 12 đâu. Tạm thời thì chúng ta chỉ đến nó gọi là ý tưởng là như thế thôi. Đấy, còn nó phải ra được human nhá anh em nhá. Còn nếu mà nó không ra human thì chúng ta có sẵn những cái con Glacier rồi. Chúng ta sẽ bốc vào dần thôi. Bây giờ chỉ cần lổ ra thêm 3 con Saman nữa thôi là chúng ta vào là chúng ta có 4 Saman, 4 Glacier rất sớm rồi. Đấy, 4 Saman, 4 Glacier là ở level 7 là chơi được rồi. Level 7 chơi được rồi. Tất nhiên là nó phải lên được Berserker 2 sao nó mới gánh được. Đấy, còn đương nhiên nếu mà Berserker 1 thì tôi cũng không chơi đâu, tôi không dùng đâu. Bởi vì ở đây tôi có một con Flame lên 2 sao tuyệt vời luôn. Rồi, từ từ đã anh em nhá. Tôi vẫn đang tính những cái việc là tôi sẽ chuyển 12 con đấy. Bây giờ phải ra một cái dấu hiệu là ra con già hoặc ra con Dragon Clay sớm này. Hai con đấy là hai con nó đóng vai trò quan trọng ở trong cái bộ 12 con. Mà chỉ cần nó ra trước round 18 đi. 18. Tôi nghĩ là cái mốc 18 là cái mốc mà chấp nhận được. Bởi vì sau cái mốc 18 ấy là chúng ta vẫn có thể chiến thắng được với cái đội hình đấy. Nếu mà chúng ta form được đủ bộ, chúng ta sẽ có là 4 sách mỗi nào. Ok, trận này có một cái thằng mà nó chơi cái đéo thì không biết luôn. Tự nhiên lại đang ở trong một cái hàng beat kết hợp với cái warrior lại có một con Lightblade 2 sao. Ui, thằng này to này. Thằng này to. Ăn được không? Mèo nhảy ghê lắm đấy nhá. Ui, may quá anh em. Ui, con Flame nó gánh không kìa. Flame gánh thật sự luôn. Ây ui, đây rồi anh em, dấu hiệu rồi. Thôi, ra cái con này là chơi được rồi đấy. Anh em ạ, ra con này là chơi được rồi đấy. 4 Clay anh em ơi. Chắc là tôi sẽ không câu gấu nữa. Cho con gấu mết vào. Tạm thời cho con gấu mết vào đã. 4 Clay kết hợp với 3 mết. Nhá. Đấy, còn cái con gấu Saman này thì chắc là tầm này thôi, không chơi nữa, bán đi anh em ạ. Tầm này thì từ từ đã, bây giờ nhìn như này là form được lên 12 con nhá. Đấy, ra được Dragon Clay, thậm chí là ở đây nó là round 14. Tuyệt vời. Cái mốc của tôi là round 18 cơ, nhưng mà nó ra được ở round 14, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ chỉ cần là roll ra cái con Amazon Clay thì nó quá dễ rồi. Cái con đấy là 3 tiền, roll được. Đấy, round 15 tôi sẽ roll một con sói nữa. Kunka cũng được. Đấy, không cần thiết nó phải ra già. Chúng ta ra cái con ở trong cái bộ Clay nó quan trọng lắm. Con đấy nó sẽ form được cái đội hình ở level 9. Nó vẫn sẽ là 6 Clay và có human. Ui, đây rồi anh em ơi. Ui, 6 Clay đây rồi này. 6 Clay rồi, thiếu 1 human zone. Đây rồi, ui rồi anh em ơi. Đây rồi, đủ rồi. Chuẩn bài rồi anh em ạ. Thôi lên 8. Ok, đủ 6 human. Bỏ 2 Clay ra. Chơi 4 Clay đó. Vậy là bây giờ chúng ta đã có 4 sách mỗi round. Sức mạnh đội hình này thì toàn 1 sao. Chính vì thế là round sau tôi vẫn bỏ vào. Tôi nghĩ là sẽ vẫn chơi 6 Clay thôi anh em ạ. Chứ còn nếu mà tham ấy, tham thì thâm. Tham thì chắc chắn thâm. Thôi bàn gấu. Tham thì thâm đấy. Round sau là nếu mà lên 9 được nhá. Lên 9 được thì được. Lên 9 thì được. Lên 9 chúng ta sẽ chơi được 6 Clay kết hợp với cả 6 human ở level 9. Còn nếu mà vẫn chưa lên được 9 thì tôi sẽ phải chơi 6 Clay, chứ không chọn 6 human anh em nhá. Mà chuyện này có vẻ là hơi bị bon đấy. Rồi. Luôn ở round 15 nó là chuẩn bài luôn anh em ạ. Form được đúng cái đội hình human. Đây rồi. Rồi, thôi lên 9 luôn anh em ơi. Đủ tiền lên 9 rồi. Ok. Toàn 1 sao nhưng mà nó là bộ Clay anh em ạ. Giáp rất trâu.
chúng ta cần những cái bọn mà nó ở trên, nó chỉ là gọi là hàng phía trên, nó chỉ gọi là tăng cơ thôi. Đấy, giáp to là được, câu kéo được nhiều thời gian để cho cái bọn phía dưới ấy, nó gây đam. Chính là con Flame bây giờ nó lên 2 sao nó gây đam được. Để rồi, còn những cái con ở trên thì thực ra lên 2 sao thì tốt, còn không lên thì cũng không sao. Lấy thêm cái chiến thánh luôn này cho chắc này. Đấy, câu được nhiều thời gian hơn anh em nhá. Rồi, tầm này hết tiền để lên 9 mà form được cái bộ này thì tôi nói thật với anh em là ổn đến round 21 luôn. Để cái bọn, những cái bọn như là cái bọn Beat hay là những cái bọn như kiểu Assassin hay là Hunter các thứ, nên nó mạnh. Đấy thì nó phải sau ra 21, còn từ bây giờ thì nó mạnh rồi. Bộ này Clyde nó sẽ là chùm, ông chùm ở những cái giai đoạn này này. Rất mạnh luôn. Đấy, như cái bọn Goblin này thì không có cửa. Mà meta này thì khuyên anh em đừng nên chơi Goblin. Goblin dễ chết lắm, dễ đóng hòm top 8 lắm anh em ạ. Bộ Goblin là một cái bộ mà anh em nên tránh xa. Anh em đừng nghĩ là meta trước nó chơi dễ và meta này nó chơi dễ nhá anh em nhá. Không khó đâu. Meta này rất khó để có thể roll ra 5 đô. Trước này em có Clyde, thằng Clyde chơi Clyde rồng. Trận này sẽ có một thằng chơi Hunter, một thằng chơi Beat. Hai thằng còn lại tôi cũng chưa biết chơi gì, nhưng khả năng nó là Goblin. Khả năng cao sẽ là Goblin đấy. Có hai thằng chơi Goblin. Còn thằng này chắc là tôi nghĩ là Beat hoặc Assassin. Beat hoặc Assassin, nhưng mà khả năng mua con sói cho sói và con tút ca này và đưa lên 2 sao kẹp eco và như thế này thì tôi nghĩ là nó sẽ là Beat đây. Đấy, Beat bây giờ Beat đang chơi kiểu eco. Beat đang eco giữ tiền. Chính vì thế cái tầm này tôi chơi thông thả là được rồi. Úi dồi. Thế này thì lại không thông thả rồi anh em ạ. Thế này thì lại phải hết tiền rồi. Rồi hết tiền anh em nhá. Hết tiền kiếm được Dragon 2 sao. Đến. Lên, ui giời, đéo ra anh em ạ. Chán thế nhờ, thôi được rồi. Cái nữa. Không được. Tôi lại phải bán bớt mấy cái bọn Glacier đi. Chưa ôm được anh em ạ. Tầm này ôm ấy, nó cũng chưa có slot cho vào đâu. Đấy, slot tiếp theo ấy ở level 10. Tôi lên thì tôi sẽ kẹp thêm một con Glacier vào thôi. Chỉ kẹp được một con thôi, nên tôi chọn cái con Fortuner Teller. Nếu mà tôi bị lủng ấy, nó vẫn sẽ có thể giữ máu được cho tôi. Đấy. Bởi vì cái giai đoạn sau 21 ấy, những cái bọn Beat nó bắt đầu nó to lên thì nó sẽ bắt đầu nó đấm tôi. Đấy. Ui, già đấy rồi, 3 mét được rồi này. Ok, kẹp 3 mét vào này. Rồi, round 20. Từ từ đã, từ tốn thôi. Đấy, sau những cái cú xả tiền coi như là không ra một cái con bài nào cả. Đấy, xả 17 tiền ở round trước ấy chứ, có ít gì đâu. Thậm chí là hơn đấy. Tôi phải bán cả cờ đi để roll tiếp nhưng mà không ra. Thì nó những cái cú như thế mà khoảng một trong một game ấy mà khoảng 2 lần như thế thôi là nó xuống hố rồi, đóng hòm rồi. Ra toàn một sao này đấy, đỡ làm sao được. Có ăn được lủi này không? Flame vẫn đang rất gánh nhá anh em nhá. Này, xả hết tiền cắt chuỗi tôi này. Xả hết tiền để form cái bộ Clyde rồng cắt chuỗi. Nhưng mà cái bộ Clyde rồng này nó đánh ấy, nó phải ở level 8. Còn ở level 7 thì không được, nó sẽ thiếu mất một con Clyde. Đấy, chính vì thế nó phải chơi ở level 8. Ở level 8 sẽ có là 6 Clyde kết hợp với 2 Aegir Seed và 3 rồng thì nó mới mạnh được. Nói chung là bây giờ nếu mà xác định chơi Clyde là sẽ phải ưu tiên 6 Clyde trước. Bắp giáp toàn bộ đội hình cũng như là có một cái lượng giáp lớn. Đấy, trâu chó. Sau round này tôi sẽ lên 10, tôi kẹp thêm Glacier vào. Tầm đấy có thể gặp Beast sẽ bị đẩy rất nhiều máu. Kẹp thêm giữ máu vào, chơi cho nó an toàn anh em ạ. Đồ này thì cũng nói chung là cũng chưa ok lắm. Đấy, chúng ta có một con Evil Clyde rồi. Nên là tôi sẽ bỏ con Evil Clyde này đi nhá anh em nhá. Bỏ luôn con Kunka. Không cần thiết. Evil Clyde lên 2 sao rồi. Chúng ta không có nuôi con này lên 3 sao. Bỏ bớt đi.
cho dễ ra những cái con bài khác anh em ạ. Ui ôi, lại đá ma pháp này. Áo choàng ma pháp, ờ được, cái món này ghép được. Đó. Cho thêm Glacier vào. Tầm này thì lại không dùng cái con heo Glide nữa. Thôi vứt heo Glide đi thôi. Flame lên được 2 sao rồi. Tôi chắc bỏ Flame luôn. Sau tôi cho luôn vào mấy cái con Saman vào luôn anh em ạ. Kéo Saman vào. Rồi ok. Thế nhá anh em nhá. Đấy, chúng ta bắt đầu bắt Saman rồi bây giờ. Ra Saman thì mua Saman vào thôi. Lên được 12 không nhỉ? Lấy cái que đi. Tăng tốc đánh. Còn một cái món đồ nữa có thể ghép cái BKB để dành anh em nhá. Bít thì chưa to, bít thì chưa to, chưa form được đủ bộ. Ok. Hay quá, gặp thằng bít sớm ấy anh em ạ, gặp ngay ra 21, nó chưa form được đủ bộ. Tốt quá. Úi giời ơi, đây rồi, Dragon lên 2 sao rồi, đây rồi. Con này mà nó lên 2 sao thì nó lại gánh luôn đến round thứ 26 luôn anh em ơi. Trời. Chỉ cần có thế thôi mà. Đồ full đồ cho Dragon Clyde thì lại uy tín luôn. Bây giờ mới round 22 thôi nhá anh em nhá. Round 22 mà tôi ở level 10 đánh 10 con luôn. Tức là đang rất mạnh đấy. Trong cái thời điểm hiện tại 6 Clyde co lên được 2 sao full bộ. Tầm này cái tầm này khó thằng nào ăn được tôi. Kể cả cái thằng Hunter nhá. Bây giờ thằng Hunter Beat đúng không? Hunter Beat đang ở level 8. Không lấy cái gì ăn được cái bộ này luôn. Bây giờ thằng Hunter Beat gặp tôi cắt chuỗi luôn. Thằng này lên được 8 rồi này, kẹp được 6 Clyde rồi. Không, vẫn thiếu con Dragon Clyde. Thôi xong rồi bạn ơi, Dragon Clyde bên này này. Có khi đi luôn không? Ui rồi đi luôn. Quá đen. Luôn hết tiền không ra được con Dragon Clyde anh em ạ. Đấy, nhiều khi là nó như thế. Nhiều khi là đâu có phải dễ ra đâu. 4 tiền nó cũng khó ra. Nếu mà bài nó không độ. Chính vì thế là đừng có cắm đầu cắm cổ vào đi cái bộ này khi mà nó chưa ra con Dragon Clyde anh em nhá. Nó phải ra con Dragon Clyde thì mới xác định đi bộ này. Ok. Chắc là tôi sẽ roll. Roll form đi. Form dần dần đến full 2 sao anh em ạ. Bây giờ cần là cần gì? Full 2 sao để lấy chuỗi. Ok. Luôn đi, hết tiền luôn anh em. Ủa. Rồi, thay con này vào cũng được. Ở level 11 có thêm một con khống chế. Cái con Phượng Hoàng này nó khống chế nó mạnh phết đấy anh em ạ. Kể cả là nếu mà nó không có được một lần hồi sinh ấy thì cái lúc mà nó chết ấy nó cũng kéo theo là có một khoảng thời gian là cái bọn đấy nó sẽ bị đứng im. Để nó đánh vào cái con Phượng Hoàng này. Khá mất nhiều thời gian, nó giống con ách ấy. Đấy, nhưng mà con này thì nó hú được 2 ô. Con ách nó chỉ hú được 1 ô thôi. Con này là hú 2 ô cơ anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Tất cả ở dồn đam là con đấy. Và ở đây đang ở trong bộ Clyde, cứng quá, đấm cũng không mất máu luôn kìa. Đấy, mà sau khi nó tỉnh lại, nó gây một cái lượng đam rất lớn. Cụ thể ở đây nó gây được 4.100 đam. Anh em nhìn bảng phía bên phải ấy. Thấy không? Khỏe chứ? Chính ra con Phượng Hoàng này để ở trong cái bộ 6m kết hợp với cả 4 Spirit ấy. Gây đàm to phết đấy anh em. Ở level 2 là nó là gây ra 600 đam cơ mà. 600 đam mà tương đương với một quả bom ấy chứ. Mà kết hợp với cả 6m nữa thì nó sẽ rất mạnh đấy. Khi mà nó hồi sinh xong nó lổ một phát là mất rất nhiều máu gây ra đam AOE. Hai thằng có chuỗi, một thằng chơi beat có kẹp gấu ạ, gấu assassin vẫn đang một sao và một thằng chơi hunter cho gặp đi nào. Ui xui gặp thằng hunter này. Ôi rồi lại còn đứng trước mặt con rồng, thế thì một khạc, hai khạc, ba khạc rồi, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5 khạc thôi thì là bay màu. Hay quá nhờ, cắt chuối có à, sách luôn. Rồi luôn tiếp là chúng ta sẽ phải kiếm con già hai anh em ạ, sẽ phải kiếm con già hai đã. Nhưng mà đây là rau 25 hay là lóc lại nhỉ? Rau 25 có cần phải lóc không? Hay là bán bớt một con human đi? Rau 25 rồi.
Không lóc, tôi nghĩ là không nên lóc. Bây giờ những cái con nào mà không cần thì bán đi thôi. Một từ đã. Grim có khi để kiếm sau. Hoặc là kể cả không có Grim thì vẫn có thể phong được mà. Kiếm hẳn 4 con Shaman hàng Ryu luôn, 6 con Glacier hàng Ryu luôn. Nhưng mà chơi như thế thì nó sẽ mất phí mất một slot. Đấy, nếu mà chơi chuẩn thì nó sẽ kẹp Wizard vào thì chúng ta thừa thêm một slot để làm cái việc gì để làm. Đấy, chúng ta có thêm một slot là chúng ta kẹp được thêm nhiều thứ. Trận này nhá, theo tôi nếu mà đánh cái bộ 6 Shaman ấy, à 6 Glacier kết hợp 4 Shaman ấy, mà cái con co là nó con Lancer đúng không, mà nó không ra ấy, thì chúng ta chơi luôn con rồng này. Nó thừa một slot mà, chơi luôn con rồng anh em ạ. Dragon Claw nó sẽ là cái con co chính trong trận đấu này. Đấy, rồng mạnh nhá, không yếu đâu. Trong cái bộ đấy là chúng ta còn kẹp được thêm 2 Claw vào nữa. Con rồng nó sẽ có cái giáp của Claw, nó sẽ trâu hơn. Rồi, sắp lên được 12 rồi anh em ơi. Chỉ cần một chiến thắng nữa thôi, chúng ta sẽ form được một cái đội hình tối thượng ở cái bộ Glacier kết hợp với cả Shaman luôn. Hứa với anh em là trận này nó sẽ là một cái trận đấu mà đội hình chắc là chơi một chục trận. May ra mới được một cái trận may mắn như thế này. Đấy, ra là cái bộ Glacier, à cái bộ Clyde kết hợp với cả 6 human sớm. Xây dựng được cái bộ tối thượng luôn anh em ạ. Đây rồi, biết đây rồi. Mà cái tầm này chưa chắc đã ăn được tôi đâu nhá. Con Dragon Claw của tôi nó có 3 tia, nó clear nhanh lắm. Kể cả là cáo nó có chọc lan thì anh em nhìn này. Ui dồi ôi, anh em nhìn cái giáp trâu chưa? Mà cái quan trọng ấy là cái tốc độ clear của nó rất mạnh. Tốc độ clear của cái con Dragon Claw ấy, thường là bây giờ ấy, nếu mà kiểu mấy cái nhà mà người ta không chơi Light Blade Light ấy, mà người ta thích chơi kiểu đẩy cấp ấy, đấy là người ta thường là người ta chọn con Dragon Claw. Đấy, rất mạnh. Rồi, bây giờ chúng ta đang form được cái đội hình nó gọi là 6 Claw kết hợp với cả 4 Shaman. Cọc luôn đây. À đúng rồi. Úi dồi ôi, tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nó chính là cái cọc đấy anh em. Sẽ là 6 Glacier kết hợp với cả 4 Shaman, kẹp với cả 4 cọc anh em ạ. Úi dồi ôi, nó phải gọi là bố của tối thượng luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sẽ kẹp với 4 cọc, vẫn thừa một slot nhá anh em nhá. Như thế là vẫn còn thừa một slot cơ. Một slot chính là con rồng Dragon Claw. Ok, đủ bộ luôn anh em ạ. Đủ bộ luôn, 6 Glacier kết hợp với cả 4 Shaman. Tí nữa vứt bộ Claw đi. Mà nếu mà đánh kiểu này mà chơi Claw thì có mạnh hơn không? Nếu mà chơi Claw kẹp với cả 4 cọc ấy thì anh em nghĩ sao? 6 Claw, 6 Glacier kết hợp với cả 4 cọc được không? Không được. 6 Glacier kết hợp với 6 Claw này ở level 11 rồi. Không chơi được như thế. Chỉ chơi 4 Glacier thôi. 4 Glacier kết hợp với 6 Claw và 4 cọc. Đấy, bỏ Shaman đi thì chơi được. Được. Ok, chơi như thế cũng được. Nhưng mà thôi, hôm nay một cái clip dành riêng ra để chúc mừng sinh nhật của anh em Bùi Quang Tú. Chính vì thế là tôi sẽ không chuyển như thế đâu nhá. Tôi sẽ vẫn giữ nguyên form bài như thế. Lại vừa lên like thôi, cứ cho lên 2 sao đã anh em ạ. Có gì chơi tạm. Chơi tạm nha anh em nhá. Chơi tạm lại vừa lên like này. Bốn Shaman rồng làm co được. Đồ như này rồng chơi thì bắn tít mù luôn. 9 Hunter. À, 9 Hunter đủ bộ ở level 9. Cáo bà. Úi dồi ôi, thì cáo bà chọc một phát chết hết thằng Hunter. Đội hình quá trâu anh em ạ. Đã coi như là Shaman rồi, còn cả Clyde nữa thì chịu làm sao được. Thôi dòng 2 thôi anh em ạ. Đây rồi. Secret Lancer mà lên được 2 sao thì dồn đồ cho Secret Lancer thôi, không chơi dòng. Ok, nếu mà Secret Lancer lên được 2 sao, chúng ta ra được con cá lông thì chúng ta cho thêm con cá lông vào, một bánh nó tít hơn anh em ạ. Dòng thì thôi, tôi nghĩ lại rồi, không chơi dòng. Tôi bỏ qua 2 con rồng rồi mà tôi có mua đâu. Đấy, tôi bỏ qua rồng luôn, tôi bỏ mất 2 con rồi. Chúng ta cố gắng chúng ta lên cái con Lancer 2 sao đi. Tí sẽ là form nhân vật chính, nó vẫn sẽ là những cái con 5 đô thôi. Hai thằng chơi beat, trận này có hai thằng chơi beat anh em ạ.
Và thằng này ở đâu, vẫn thằng vừa lấy. Gặp lại. Không ăn thua bạn ơi. Ui rồi đi luôn này. Đẩy nhà bít luôn, mạnh quá rồi. Từ tầm này Saman rồi lại còn cả Clyde nữa, level 12 rồi. Quá mạnh. Đây rồi. Bây giờ cho vứt Clyde đi thôi. Bây giờ cho 6 Glacier vào luôn này, đủ bộ chưa? 6 Glacier. Đã đủ bộ 6 Glacier. Ok. 4 cọc. 4 cọc có thay rồng ra. Thực ra bây giờ đang thừa một Saman. Anh em ạ. Bây giờ đang thừa một Saman. Tôi đang để con Deflector một sao ở ngoài. Bởi vì nó mới chỉ có một sao thôi. Cho vào thì cái con Saman nó yếu. Đấy, nhưng mà nếu mà tôi cho con Deflector vào thì nó sẽ đủ bộ là 6 Glacier kết hợp với 4 Saman. Và chúng ta vẫn còn một slot nữa để kẹp cọc. Lại ra rồng ạ. Thôi lại phải mua rồi. Trời ơi, nó ra cho tôi 3 con rồng rồi. Thêm 3 con rồng rồi anh em ạ. Thế mà tôi lại bỏ qua mất 2 con. Khả năng rồng lên được 3 sao ấy anh em ơi. Ui, cà lông này. Cà lông có chơi không nhỉ? Ôm hơi nhiều đấy. Cà lông thực ra có slot cho vào đâu. Lại rồng này. Ui mẹ ơi. Tôi bỏ qua mất 2 con rồng rồi ạ. Tiếc quá anh em ơi. Bỏ qua mất 2 con rồng. Lẽ ra là nếu mà có 2 con rồng đấy là tôi chỉ còn có 1 con thôi. À 2 con nữa thôi là tôi lên được 3 sao rồi. Còn bây giờ tôi cần tận là 4 con nữa. 4 con nữa mới lên được. Ui Saman biến tín thế nhở. Úp toàn bộ đội hình địch ở trong lòng. Chuyện này đúng là có hàng bí thật. Anh em thấy con gấu assassin kẹp bít mà tôi đấm cho này mạnh không? 6 Glacier 4 Saman chính ra mạnh phết đấy chứ. Rất có khả năng là tất cả bọn nó sẽ đi luôn ở round này anh em ạ. Thôi xài hết tiền thôi. Còn máu của nó còn ít lắm rồi. Ui rồi ôi, thiếu một con Dragon Clyde nữa thôi là lên được 3 sao rồi. Bỏ qua mất 2 con. Sai lắm luôn ấy. Ui rồi đây rồi này. Lẽ ra là lên được 3 sao đấy. Rồi Deflector vào thay cho Berserker đó. Không chơi Berserker anh em ạ. Ok. Đủ bộ luôn. Co vẫn chơi là rồng. Khả năng trận này chơi rồng 3. Ui cái đéo ở đấy. Thằng này chơi sáng tạo ấy à. Hunter. Hunter kẹp. Ui. Cái gì đấy? Hunter kẹp Light Blade Light à? Khỏe thế nhở. Ảo thật đấy. Hunter 9 Hunter kẹp Light Blade Light clear. Ui. Dồn đồ cho Light Blade Light này. Ảo thật sự luôn. Mẹ chơi cái bộ này chơi Light Blade Light à? Tức là chơi full nam luôn. Full nam kẹp khống chế. Trông có vẻ coi như là clear nhanh đấy nhở. Anh em nhỏ, anh em thấy không? Trông để xem là đối thủ đánh như nào nào. Đối thủ đánh coi như là mắc binh thì có khi là tôi cũng phải thử cái bộ này mới được. Trông có vẻ hay ho đấy. Làm content lại được đấy. Ý tưởng rất hay. Ui anh em nhìn kìa. Nó clear nhanh không kìa. Ôi. 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 Thật. Ôi. Đây mới chỉ là cái con Light Blade Light 2 sao thôi nhá. Vãi đái vậy. Ui mẹ ơi, con rồng của tôi có BKB mà. Ảo thật đấy. Anh em ơi, ảo thật đấy, ảo thật đấy. Tại sao lại như thế nhở? Cả cái hàng phía sau của tôi clear trong một lúc nhạc luôn. Phút mốt luôn. Con Light Blade Light nó kẹp vào 9 Hunter này là nó có cái đạn của nó lẩy, nó có đẩy ra đằng sau không nhở? Những cái viên mà nó lẩy ra ấy, thì nó có đẩy tiếp không nhở?
Nhưng chắc chắn là đam thì nó có đam rồi. Đam của 9 Hunter nó sẽ được cộng cho cái con Line Blitz Line này. Đam rất to luôn đấy. Mà ngoài ra nó clear cọc thì nó cũng rất nhanh nhá. Ôi, cái hàng đằng sau bay màu hết rồi kìa. Nhưng mà bây giờ con rồng của tôi sống. Ồ, 6 Glacier đấy bạn ơi, clear nhanh lắm. Khả năng round 36 là thằng đi. Round cuối rồi. Rồng còn thiếu hai con nữa cơ. Hai con nữa liệu có lên được không nhỉ? Hiện tại là đã đủ bộ để chúc mừng sinh nhật của anh em Bùi Quang Tú rồi. Đấy, thậm chí là nó gọi là mắc tối thượng luôn. Nó còn trên cả yêu cầu của anh em Bùi Quang Tú cơ. Anh em Bùi Quang Tú là chỉ yêu cầu đánh ở level 9 là nó đủ bộ rồi. Bây giờ tôi chơi hẳn level 12. Tôi kẹp được thêm một con Dragon Clay với cả bộ 4 cọc nữa. Đấy, mắc tối thượng luôn. 4 Glacier, 6 Clay kết hợp với 4 cọc. Đấy, kẹp thêm một co rồng nữa. Đánh rất là kinh. Có à, bộ Clay nữa nhá, kẹp thêm được 2 Clay vào. Đấy, Dragon Clay có thêm giáp của Clay. Đánh rất mạnh luôn. Mỗi tội là có round vẫn thua cái bọn 9 Hunter kẹp với cả Live Blade Line thì ảo thật sự luôn. Một cái bộ tối thượng nhá, được cho tối thượng. Vẫn có round bị thua. Tôi cứ nghĩ là tôi 100% máu đến hết game rồi ấy. Để xem là nó có ăn được không. Nếu mà nó ăn được tôi ấy thì là chứng tỏ là bộ này phải thử mới được. Anh em ạ, phải thử một lần cho biết. Rồi, kiếm con Dragon Clay 3 sao nào. Dragon Clay ra đi, còn một con nữa thôi. Không là trận đấu kết thúc mất. Nhanh lên, còn có 6 giây. Đây, còn một con nữa, 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 một con nữa. Ôi trời, cũng ra rồi anh em ơi. Đối thủ liệu có sống được round này nữa không? Sống lốt round này được không bạn ơi? Ui ơi mẹ ơi, nhìn trông con Live Blade Line nó có vẻ như nó ăn tôi round này anh em ạ. Trông căng quá anh em ơi. Ui đúng không, đúng không, đúng không? Không, nó vẫn không ăn được. Nhưng mà hình như nó vẫn chưa chết. Vẫn còn một máu, hay quá. Cơ hội cuối. Cơ hội cuối, rồng mới ra đi. Rồng, rồng. Ui rồi, ôi đây rồi. Trời ơi, cái phút cuối cùng, luôn nhát cuối cùng thì nó ra anh em ạ. Mãn nhãn, mãn nhãn. Được rồi. Đấy là nó, đây nó gọi là mắc của tối thượng rồi anh em ơi. Được là công cửa lai 3 sao ở trong bộ 6 Glacier. Rồi, lần này bạn cũng chỉ được cái round vừa rồi thôi. Mày có, ui nó lên được lai, vừa lên lai lên 3 sao này. Đúng, đại chiến luôn. Ăn nổi không? Nhưng mà lần này tôi blink ra phía bên này, tôi đấm thẳng vào con Live Blade Live luôn. Hay quá, hay quá, hay quá bạn ơi, hay quá bạn ơi, hay quá. Ui rồi, không ăn thua. Mặc dù là nó clear là cũng nhanh phết đấy anh em ạ. Anh em thấy là ra cuối cùng nó chỉ còn hai con 3 sao thôi. Căng không? Con Live Blade Live mà nó kẹp với 9 Hunter mạnh phết nhờ anh em nhờ. Có khi là clip tiếp theo tôi phải thử mới được. Được đấy, được đấy. Lâu lắm rồi tôi chưa chơi 9 Hunter. Beta này cũng chơi ít 9 Hunter lắm, chưa chơi mấy. Được, được, ý tưởng rất hay. Đấy, thử xem nào. Thử đối thủ chơi này gợi ý cho chúng ta. Chúng ta thử làm phát xem liệu có mạnh không anh em nhá. Rồi, chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quang Tú nhá. Đấy, thế này là đủ thỏa mãn anh em chưa? Anh em hãy comment về dưới nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái siêu phẩm trong cái tuần này của tôi. Mà nói chung ấy, nó là cái siêu phẩm tôi nghĩ là phải hay nhất tháng này. Nhá anh em nhá, dồn đồ cho con người đá. Và con người đá nó gánh tim, hay lắm anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi dồn đồ cho cái con Tức Ca một tiền và nó gánh tim. Và cuối cùng, nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm, anh em có thể đăng ký hội viên để hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.